Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm nấc số 7. Rồi, tôi sẽ làm một lần nữa. Tay phải chúng ta cầm chăm màu trắng cho dễ phân biệt. Chúng ta quăng phía trên cánh tay trái, lật ngang và lại cánh tay chúng ta một vòng. Rồi, tôi sẽ quay về phía sau cho các bạn xem. Khi chật, lòng bàn tay chúng ta hướng về khán giả, mu bàn tay áp sát vào người. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn xem. Khi chập cổ chai chúng ta hướng lên trên như thế này. Chúng ta quăng lực vừa phải trên cánh tay trái. Một vòng. Rồi tôi sẽ ôm lại từ số 1 tới số 7. Rồi tôi sẽ quay phía sau để các bạn xem. Tiếp theo động tác số 8. Thì chúng ta cầm hai cái chai thuận như nhau, lòng bàn tay chúng ta ngửa ra cầm như thế này, chúng ta tung một vòng, chúng ta tung một vòng. Tôi sẽ làm từng tay cho bạn xem. Rồi, tôi sẽ làm hai tay. Động tác cuối cùng, động tác số 10, số 9. Tay trái chúng ta lần một vòng dưới cánh tay phải. Chúng ta ném sao cho vuông góc cái tay như thế này. Vuông góc một vòng. Tôi sẽ làm chậm các bạn xem. Khi chập thì lòng bàn tay chúng ta hướng về khán giả. Mu bàn tay phía sau. Tôi sẽ làm một lần nữa. Khi ném chúng ta, tay phải chúng ta còn một lực nhẹ để di chuyển. Rồi, tôi sẽ ôm lại động tác số 1 đến động tác số 9. Tiếp theo, động tác cuối cùng, động tác số 10. Động tác số 10 thì tay chúng ta cầm thuận tay như thế này, mu bàn tay hướng về khán giả. Chúng ta ném nửa vòng như thế này. Tôi làm chậm các bạn xem. Khi chai vừa nghiêng 45 độ
Ta hãy đưa cánh tay vào như thế này. Nên nhớ tay chúng ta phải thẳng, không được hạ xuống, không được cao lên, thẳng. Tôi sẽ làm lại cho các bạn xem. Khi chúng ta tiếp xúc mặt phẳng như này thì lòng bàn tay chúng ta vui lòng duỗi thẳng ra. Ta giữ thăng bằng. Các bạn nhớ quan lực vừa phải, mạnh quá thì chân sẽ ngã vào người chúng ta như thế này. Đó, ngã vào người chúng ta. Đó, nó sẽ ngã vào người chúng ta. Khi chân nó nghiêng gọn 45 độ thì ta hãy đưa cánh tay vào. 45 độ. Đưa cái này vào, lại cho nó sẽ đứng. Tôi sẽ làm là một lần kết hợp với tay trái cầm cái chai. Rồi, tôi sẽ ôn lại 10 động tác vừa rồi chúng ta vừa xem. Động tác số 10 thì chúng ta có thể kiểm soát chai đứng trên lòng bàn, đứng trên cánh tay từ chỗ này tới chỗ này, bất kỳ chỗ này cũng được, chỗ này cũng được và chỗ này cũng được. Rồi tôi sẽ làm là một lần nữa với 10 động tác chúng ta vừa học. Rồi, tôi sẽ làm lại một lần nữa. Bài tập đến đây là kết thúc. Các bạn vui lòng tập luyện ở nhà cho nhuần nhuyễn để bài tập sau chúng ta tập được tốt hơn. Xin chào.